Quý vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống đài Việt TV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhóm phóng viên của Việt TV đang có mặt tại trung tâm hội nghị George Brown, tọa lạc tại downtown thành phố Houston vào ngày thứ Năm, 9 tháng 5 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị theo dõi buổi biểu tình ôn hòa để chống lại quyết định 1334 của Cộng sản Việt Nam và phản đối hội nghị triển lãm thương mại do tổ chức VBI Global thực hiện, kêu gọi những doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ về nước đầu tư làm lợi cho Cộng sản Việt Nam. Buổi biểu tình do Hội đồng đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và vùng phụ cận cùng với Ủy ban đấu tranh chính trị đứng ra tổ chức. Sau đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận. Ngày hôm nay, chúng tôi kêu gọi tất cả các đồng hương ở thành phố Houston đến ngay trước cổng của George Brown Convention Center và Discovery Green để chúng ta tổ chức một cuộc biểu tình phản đối và chống lại cái quyết định 1334 của Cộng sản Việt Nam đã được ban hành vào tháng 11 năm 2023. Như quý vị biết, quyết định 1334 được ban hành với mục tiêu là khai thác những cái nguồn lực kinh tế của người Việt ở hải ngoại đem về Việt Nam để mà đầu tư làm lợi cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì cái điều này chúng ta không thể nào chấp nhận được. Và cái mục tiêu thứ hai của cuộc biểu tình ngày hôm nay là chúng tôi chống lại tất cả những công việc gì mà làm lợi cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Xin được nói rõ là Cộng đồng Người Việt Quốc gia không chống lại những cá nhân, những doanh gia Việt Nam, nhưng chúng tôi chống lại những cái việc gì mà làm lợi cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì ngày hôm nay quý vị cũng biết tổ chức VBI Global là một tổ chức mà gọi là kết nối tất cả các cơ sở doanh gia thương mại của người Việt Nam trên khắp thế giới, trên toàn cầu. Nhưng mà chúng tôi có một cái vấn đề là đối với lại cái tổ chức VBI Global này là vì nếu quý vị vào trong cái trang website, trang nhà của VBI Global, quý vị sẽ thấy trong cái sứ mệnh, tức là cái mission statement, trong đó có viết một câu là kêu gọi đầu tư về Việt Nam. Là cầu nối vững chắc và uy tín giúp các doanh nghiệp của người Việt vươn tầm quốc tế và đưa các doanh nghiệp trên toàn thế giới đến với đầu tư phát triển tại Việt Nam. Dù là chúng tôi hoàn toàn không bao giờ kết án họ là người Cộng sản hoặc là đang thi hành quyết định 1334, nhưng mà việc làm của họ vô tình đã đi theo cái đường hướng của quyết định 1334 là đem làm lợi cho Cộng sản Việt Nam. Đây là những cái cơ hội mà cho Cộng sản Việt Nam lợi dụng để mà tuyên truyền và ngang nhiên thách thức những người trong cộng đồng của chúng ta. Và nếu mà trong cái sự kiện này mà cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta không có một cái lập trường vững chắc và đứng ra biểu tình thì chắc chắn trong tương lai những cái sự kiện như vậy nó sẽ tràn lan khắp nơi và lá cờ máu sẽ bay trên khắp thành phố Houston của chúng ta. Và như quý vị cũng biết, qua cái sự kêu gọi của những đồng hương thì ông thị trưởng thành phố Houston, ông John Whitmire đã rút lui ra khỏi cái hội nghị này, cũng như phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn thì ông cũng đã đồng ý rút lui. Hai người MC chính đó là Toàn Vũ và cô Rosie Nguyễn cũng đã rút lui, và chúng tôi được biết một số những nhân vật chính khác của hội nghị này cũng đã đồng ý không tham gia vào nữa. Đồng thời chúng tôi cũng được nhận một số những cái điện thoại của những người vendor mà ngày hôm nay đáng lẽ là họ sẽ tới đây set up những cái gian hàng của họ để mà trưng bày những sản phẩm. Họ hoàn toàn không biết gì là cái tổ chức VBI Global này có sự kêu gọi đầu tư về Việt Nam làm lợi cho Cộng sản, cho nên khi mà họ nghe chúng tôi trình bày thì họ cũng đã đồng ý rút lui ra khỏi cái hội nghị. Do chúng tôi xin kêu gọi tất cả những vị vendor hãy nhớ lại rằng là lý do tại sao chúng ta có mặt ở Hoa Kỳ ngày hôm nay, 49 năm lưu vong nơi xứ người. Nếu mà quý vị còn trẻ, quý vị hãy nhớ lại tại sao cha mẹ, ông bà của mình đã phải bỏ nước ra đi để mà sống nơi xứ người như vậy. Quý vị hãy vì cái lương tâm, vì chính nghĩa quốc gia thì xin quý vị hãy đừng nên làm những cái điều gì mà có lợi cho Cộng sản Việt Nam. Thì chúng tôi xin rất là cảm ơn tất cả quý vị. Đá đạo Cộng sản! Đá đạo Cộng sản! Đá đạo Cộng sản! Đá đạo Cộng sản! Đá đạo! Hoan hô tinh thần người Việt quốc gia! Hoan hô tinh thần người của người Việt quốc gia! Freedom for Vietnam! Freedom for Vietnam! Freedom for Vietnam! Cái biểu tình ngày hôm nay của mình á là đầu tiên là mình thương cái những cái đồng bào mình bên này, là những doanh nhân bên này bị làm dụ gạt gì bên đó, khi làm ăn lúc đầu thì thấy rất là có lợi, nhưng mà khi mà gọi là đầy đủ tiền vào rồi đó thì nó tìm mọi cách để mà nó lấy đi. Về thời gian chừng chục năm sau là nó kiếm chuyện nào đủ thứ, bởi vì nó muốn nào là thuế nào này kia đủ thứ đó, là để mà nó truy tố thì ta phải bỏ của mà chạy. Điểm thứ hai nữa đó, nó là chỉ thương cái tiền của đồng bào hải ngoại chứ không phải là người muốn kết nối lại để rõ người đình đồng hương. Chúng ta
biểu tình đây để giống lên tiếng nói cho những doanh nhân ở hải ngoại này phải nhớ rằng đừng để bị dụ nữa. Khi nào mà trong chế độ Việt Nam mà có tự do dân chủ thì chúng ta sẽ ủng hộ. Và khi nào thật sự mà Việt Nam là có một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa thì chúng ta còn có tin tưởng. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy luật pháp nó tất cả gì cũng nằm trong tay chính quyền cộng sản hết, chứ không phải là có tạm quyền phân lập như tất cả tự do. Bởi vì do đó mà khi đưa ra pháp luật thì cũng là đảng nó xử hết chứ không phải là pháp luật xử. Sau khi tôi nhìn cái nội dung poster tôi thấy rõ là cái điều đó có kêu gọi tất cả những người tị nạn cộng sản, những thương gia ở đây để trở về Việt Nam làm ăn. Là một người đã từng theo dõi cái sự bị diễn tiến tình hình chính trị ở Việt Nam suốt 49 năm nay, gần một nửa thế kỷ. Tôi thấy người cộng sản trải qua hết cái nghị quyết này đến nghị quyết khác và thể hiện nhất là cái nghị quyết 1334 ngày hôm nay. Mục đích để kêu gọi tất cả các đồng bào làm ăn thương gia ở Mỹ để trở hoặc là trên thế giới để trở về Việt Nam mà xây dựng đất nước. Thì tôi trong đó có một ông tướng, mà một ông tướng này là cái người con của nạn nhân cộng sản, và tôi cũng là một người chiến đấu chống cộng sản từ lâu để tranh đấu cho độc lập của miền Nam Việt Nam. Cảm xúc niềm cái sự cảm xúc đó tôi nghĩ ra là bây giờ chỉ còn có một cái điều là từ đó để tôi viết lời cho ngài, và tôi cũng gửi chung cho tất cả những quý vị trí thức với toàn thể những quý vị thương gia để mà hãy tỉnh ngộ lại, để từ chối không có tham dự cái cuộc này. Nhân dân của toàn quốc bây giờ đang chịu cái sự khổ sở về kinh tế, mà trong khi đó, tất cả những cái người mà thương gia ngoại quốc, những công ty, tất cả cái họ đang rũ áo ra đi. Thì tôi có đem hết tất cả tấm lòng của mình cho viết và gửi cho vị tướng Huấn, thì ngài đã từ chối. Chúng tôi rất là mừng và cảm động. Tôi xin chân thành đại diện cho gia đình tôi, cá nhân tôi và gia đình tôi, những bạn bè tôi gửi lời tới ông chuẩn tướng, ông đề đốc, phó đề đốc ông Nguyễn Tường Huấn một lời cảm ơn chân thành và rất là kính phục. Tôi là Yên Sơn, đương kiểm chủ tịch của Văn Bút Nam Hoa Kỳ, cùng với anh em, cùng với hội viên đến tham dự buổi biểu tình hôm nay để chống lại nghị quyết định 1334 và kinh tế vận của Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi cùng với cộng đồng, sát cánh với cộng đồng trong nỗ lực để đoàn kết cộng đồng và để chống lại những nhà độc quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đến đây để chúng ta nói lên cái lòng của chúng ta. Quê hương thì ai cũng thương nhớ hết. Tuy nhiên có những cái hành động nó hơi đi ngược lại với lại cái nguyện vọng của người dân ở tại thành phố Houston này. Thay mặt cho anh trai em văn nghệ sĩ tự do tại Houston, gửi đến đài truyền hình cũng như tất cả các đồng bào lời kêu gọi có một cái cơ hội nào đó, nếu chúng ta có thể thì chúng ta nên tham gia vào những cái biểu dương sức mạnh của cộng đồng Việt Nam tại Houston này. Vì hôm nay là một ngày đi làm cho nên cũng có rất là nhiều người phải bỏ việc để mà tới đây, và Hiền Trương có mặt ngày hôm nay để mà phản đối nghị quyết 1334 của Cộng sản. Cái đó là không đúng, là tại vì bây giờ đem tiền về là chỉ làm lợi cho Cộng sản, cho chính quyền của Cộng sản mà thôi, trong khi dân vẫn còn đói khổ, vẫn còn rất là bị áp bức, cho nên đó là lý do lúc này chưa phải là lúc để mà chúng ta làm việc đó. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đứng đây không có chống lại bất cứ một người nào gọi là làm ăn thương mại để sinh sống cuộc đời tốt đẹp trong cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta có mặt ở nơi đây, thứ nhất để gióng lên tiếng nói là chúng tôi không đồng ý với lại cái cơ quan VIB. Cái cơ quan này kêu gọi đầu tư và làm việc với Cộng sản ở trong nước. Trong khi đó, Cộng sản ở trong nước 49 năm đã qua rồi mà người dân Việt Nam mình vẫn khao khát cho tự do của đất nước. Cái nghị quyết 1334 của Cộng sản, và Cộng sản đã dùng cái nghị quyết này để chiêu dụ đồng bào ở khắp nơi trên đất Mỹ này để lấy cảm tình của tất cả các đồng bào ở hải ngoại
và họ dụ dỗ đồng bào để là về hợp tác làm ăn buôn bán với cộng sản, làm kinh tài cho cộng sản. Thì đây là chúng tôi không bằng lòng. Cho dù là 49 năm đã trôi qua nhưng trong lòng người Việt quốc gia vẫn không bao giờ phôi pha, và chúng tôi lúc nào cũng nhớ đến quê hương dân tộc, nhất là Tổ quốc Việt Nam Cộng hòa đã được biểu tượng bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và nếu cộng sản mà thật sự mà muốn hòa hợp hòa giải thì tại sao họ không hòa hợp hòa giải với đồng bào ở trong nước đi? Tại vì những tất cả những người đồng bào nào có bất đồng chính kiến với họ là họ bỏ tù hết. Thành thử đó là không phải là cái hành động không có nhân quyền và không có tự do ở Việt Nam. Tại sao họ lại còn trong nước, họ đã không đối xử tốt đối với đồng bào của chúng ta trong nước, tại sao họ lại sang đây để chiêu dụ đồng bào ở hàng ngoại để về làm lợi cho họ? Đó là cái hành động bẩn thỉu xấu xa của cộng sản. Hello all the viewers in Viet TV and radio. This is Mr. Mac. Hello Viet TV. Remember, yeah. Gary Burns will save you money. He is one of the main speakers here at the event today, and he just informed us that he doesn't really understand what crowd, the audience that he's going to be addressing to. So, first of all, let me ask you, how did you get invitation to this event? Somebody called me, said, come in here and speak at George R. Brown about commerce in Houston. I said, okay. And what were your message going to be today? Get up, go to work, and make something out of your life. Okay. Did you realize that this organization also called for networking, doing business in Vietnam, which is a communist country? I'm not in favor. I'm all about made in USA. That's right. Okay. Yes. USA. USA. Say your money. USA. Say your money. Say your money. We have a lot of Vietnamese people who live in Houston and the vicinity. Uh-huh. About 250,000 people here. Uh-huh. And we love the USA. We would like to buy products made in the USA. Amen. And we don't want to do anything with the communist country. Uh-huh. As long as Vietnam remains a communist country, we don't want to do any business with them until they respect the human rights. They release all the prisoners of conscience. And I hope that you would get on board with us on that point, because there's no point doing business with communists. No, we need to do business with our own people. We need to buy American products, support American jobs. Joe Biden said in the State of Union address 2 years ago, buy American products, support American jobs. That's what we're all about at Galvey Furniture. That's right. Let's support USA products and not bring our business to Vietnam. Everybody agree on that? Yeah. Yeah. Thank you, Mr. Mac. One of the most important questions. With that now, you know, the mayor of city has withdrawn, and one of the retired general from the Navy, also a main speaker, also withdrew. And two main MC, Mrs. Rosie Nguyen from ABC, also withdrawn. And a lot of other speakers and vendors have withdrawn. We would like to ask you if you can withdraw today. Yeah, somebody go up here with me and I'll tell them I'm not going to speak. Yeah! Yeah! Thank you, Matt Mattress. Yeah! Chúng tôi hoan hô tinh thần của ông Gallery Furniture. Chúng tôi biểu tình để phản đối cái quyết định 1334. Chứ chúng tôi không hề biểu tình để mà phản đối tất cả những quý vị thương gia mà đi vô trong cái convention này. Mục đích của chúng tôi là chúng tôi phản đối nghị định 1334 mà thôi. Và bây giờ là khoảng chừng 11 giờ 20 phút, phái đoàn đang chuẩn bị bế mạc để mà ra về. Diễn tiến của cuộc biểu tình ngày hôm nay hoàn toàn thắng lợi, thưa quý vị. Thì một cuộc biểu tình ngày hôm nay được diễn ra trong cái tinh thần rất ôn hòa, không có một vấn đề gì xảy ra. Và chúng tôi cũng đã gặp được ông Mattress Mac đến đây. Ông gặp gỡ với lại phái đoàn biểu tình và ông cũng đã trình bày cái quan điểm của ông là ông chỉ muốn tới đây để mà kêu gọi đầu tư làm ăn ở thành phố Houston và cũng như ở nước Mỹ. Ông không biết gì về vấn đề mà đầu tư về Việt Nam. Và sau khi chúng tôi trình bày về cái mục tiêu của cái nhóm tổ chức ngày hôm nay thì ông đã đồng ý, đã từ chối và rút lui ra khỏi cái làm diễn giả chính cho chương trình ngày hôm nay, và ông đã bỏ ra về. Đó là một cái thắng lợi. Và trước khi ông ra về, chúng tôi đã tặng cho ông một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ và ông đã cầm lá cờ vẫy chúng tôi khi ông ra về. Ngày mai chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 4 giờ tại nhà hàng Kim Sơn để chúng ta tiếp tục biểu tình lần thứ hai tại nhà hàng Kim Sơn. Thì với cái hoàn cảnh ngày hôm nay thì không biết ban tổ chức có tiếp tục để mà
tổ chức cái buổi gala ngày mai hay không, vì với tất cả những diễn giả chính, những MC chính của họ đều đã rút lui cả. Đó là một cái điểm mà son cho đoàn biểu tình của chúng ta ngày hôm nay. Tất cả mọi người, thiên thắng! Thiên thắng! Vừa rồi là những hình ảnh trong buổi biểu tình trước trung tâm hội nghị Short Brown tọa lạc tại downtown thành phố Houston, do ban đại diện cộng đồng cùng với Ủy ban đấu tranh chính trị đứng ra tổ chức. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau. Xin chào tạm biệt.